Sake xin chào toàn thể anh em nhé. Lại một buổi trưa như bao ngày, lại bắt đầu cho chim tắm lại vệ sinh lồng. Bông hồng của mình hôm nay nó nở đẹp hơn hôm qua khá là nhiều rồi anh em này. Hôm nay là ngày mùng 1. Lúc nãy thì mình có chat với cả một cái bạn khán giả xem kênh với mình ấy. Và nó có một cái vấn đề mà mình nghĩ rằng là nó đang rất là phổ biến với cái hiện trạng anh em nuôi chim bây giờ. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Đó là một cái chủ đề liên quan đến cái câu chuyện là lên cám mạnh hơn liệu có hiệu quả hay không nhé. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu anh em nhé. Trước khi vào cái vấn đề chính thì mình khoe khéo con chim của mình phát. Mọi người thấy trông lông lá đẹp chưa? Đây là con đại ca này, là con bên tay phải nha anh em nhé. Thì như mình có nói là cái con đại ca cái thời điểm trước thì nó bị gem họa ấy. Và bây giờ thì lông của nó đã cực kỳ là đẹp rồi. Nói chung là nét như Sony rồi anh em ạ. Còn bên này là con họa cúc này. Đấy, hiện tại mình còn hai con chim thôi. Thì cả hai con chim này thì mấy hôm nay thì mình thấy là cái phong độ của nó cũng đang rất là phập phù. Do cái tình trạng là đang rất lạnh rồi chuyển sang nóng. Đấy, hôm nay thì mình có cầm con đại ca đi ra giàn thì anh em bật máy thì nó líu, còn nếu không bật máy thì nó chuyện. Nói chung là cũng chưa biết đến bao giờ nó mới căng đâu. Đấy, nhưng mà ở nhà thì cảm giác nó rất căng, nhưng ra giàn thì nó lại chưa căng anh em ạ. Và cái vấn đề này không biết là anh em có bị gặp phải giống mình không? Mình nghĩ là sẽ nhiều người bị giống mình đấy. Ok, thôi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào câu chuyện chính nhé. Vẫn như mọi khi mọi người ạ, một cái miếng hoa quả vừa đủ ăn cho cái buổi sáng. Đây là cái cách nuôi của mình thì nó là như thế nhá. Mình thấy nó khá là hiệu quả. Ăn kiểu này thôi và con chim nó vẫn ăn cám. Thì với cái thời khi mà buổi trưa mình đi làm về thì mình sẽ bỏ cái miếng hoa quả đi anh em ạ. Mình thấy là cái cách nuôi này của mình nó cũng khá là nhàn và nó cũng khá là hiệu quả. Đặc biệt là kiểu như là nó cũng khá kinh tế nữa. Ăn thế này thôi, cắt miếng hoa quả to xong cuối cùng chúng ta lại vứt nó đi cũng phí đúng không? Để tiết kiệm từng tí một anh em ạ. Đùa. Nói chung là cám đổ đi nhưng mà hoa quả lại tiết kiệm từng tí một thế này. Thì trở lại một cái vấn đề chính của cái câu chuyện của mình với cả các bạn khán giả xem kênh ấy. Thì câu chuyện này nó bắt đầu từ cái vấn đề như này. Bạn ấy đang nuôi một cái loại cám, cũng vẫn là cám dưỡng thôi. Con chim sau khi xong lông bật líu lên rất là kiểu như là thuyết phục, cảm thấy là nó cũng rất là ổn rồi. Tức là như kiểu là cái đường lối đi đang vô cùng là ổn. Thì bạn ấy nhận được một cái tư vấn là bây giờ con chim nó đang chơi kiểu này thì nó vẫn chưa thuyết phục, nên tăng cái cám mạnh lên, đổi sang một cái dòng cám rất là uy tín ở trên thị trường nhé. Mình xin phép được giấu tên cái hãng cám nhé, nhưng mà là một hãng cám rất uy tín ở trên thị trường luôn. Đó, thì bạn ấy đổi xong một cái thì có hai con chim mà bạn ấy chia sẻ với mình. Con chim đầu tiên thì nó bị rực, hiện tại bây giờ thì nó chỉ chẹp chẹp ở trên giàn thôi. Nói chung là nhảy và chẹp chẹp. Còn cái con chim thứ hai thì nó bị đảo lông và thay lông lại hoàn toàn từ đầu. Hiện tại thì đang hoàn thiện nốt cái phần lông đảo đó. Thì mình cũng hỏi với bạn ấy một cái câu chuyện là đây là anh cũng hỏi thật là lý do vì sao mà em lại đổi cám. Thì bạn ấy cũng chia sẻ là em nhận được những cái sự tư vấn ấy, là của những cái người anh em đi trước và có thành công rồi, đã thành công rồi với cái dòng cám đấy. Thì họ tư vấn là chuyển sang để con chim nó có phong độ tốt hơn. Nhưng mà khi mà em đổi sang thì kết quả thì nó bị kiểu như là hoàn toàn thất vọng ấy. Đó, thì hôm nay mình cũng sẽ xin phân tích từ câu chuyện của bạn ấy, mình sẽ xin phân tích ra những cái yếu tố mà bạn ấy đang hơi bị sai một chút trong cái quá trình mà bạn ấy đổi cám nha anh em nhé. Quên mất, còn một cái yếu tố này là cái lý do mà bạn ấy bị quyết định là đổi cám lên để con chim nó có quyết định có cái con phong độ tốt hơn ấy, là vì những cái người anh em chơi cùng của bạn ấy là đã có những con chim nó đạt được cái phong độ tốt rồi. Và người ta đã đi thi và có những cái thành tích rồi ấy. Và bạn ấy cảm thấy rằng là bạn ấy muốn là mình cũng có những cái thành tích như vậy để anh em kiểu nhiều khi mà cầm con chim đi thi có đồng đội đi nó cũng vui hơn ấy. Kiểu như là mình có một con chim thi, có một người bạn thân đi cùng ấy, kiểu hai anh em vừa đi vừa chém gió nhau vừa bàn luận câu chuyện chim khó ấy, nó cũng rất là vui. Và nếu như nó có những cái thành tích kiểu nhỏ nhỏ hơn thì nó cũng rất là vui rồi. Thì đấy là cái mục đích mà bạn ấy cũng muốn đổi cám, và nó cũng là một cái áp lực với những cái người nuôi chim. Bởi vì thực ra khi mà chúng ta xác định chơi chim đấu thôi mà, thì ngay ở trong cái bản chất nội tại của con người chúng ta nó luôn luôn có một cái sự cạnh tranh nào đó, mặc dù nó có thể nó không rõ đâu. Và ví dụ kể cả như mình cũng thế thôi, mình cầm con chim đi thi thì mình cũng muốn con chim của mình nó đạt được kết quả tốt chứ. Nếu như mà mình bảo là kiểu cầm đi thi cho vui thì nó cũng không hẳn. Mình cũng muốn để khẳng định rằng là ok, con chim của mình nó cũng hay, hoặc là mình nuôi con chim nó cũng có tay nuôi chẳng hạn. Đấy là mình đang ví dụ là như thế nhé. Thì với bạn ý thì cũng vậy thôi, nó có một cái áp lực về vấn đề là
thành tích. Bởi vì mình có xem những cái con chim mà bạn ấy gửi cho mình ấy, thì những con chim đấy đều là những con chim rất là hay nhá mọi người nhá. Rất là hay đấy, không phải là những kiểu nuôi chim mộc giống như mình đâu. Trở về với cái vấn đề chính ấy, đó là mình đã phân tích qua một cái câu chuyện của bạn ấy. Mình hy vọng là qua cái phân tích này của mình ấy, thì các bạn cũng sẽ rút ra được một cái kinh nghiệm nào đó để cho cái quá trình nuôi chim của chúng ta nó có những cái sự thuận tiện và có cái hiệu quả cao hơn ấy. Cái yếu tố đầu tiên là bạn ấy đang dùng cám dưỡng của dòng cám A và bạn ấy chuyển sang cám níu của dòng cám B, và hai cái cốt cám hoàn toàn khác nhau. Và cụ thể ở đây mình cũng chia sẻ luôn là cái cám dưỡng thì là cốt cám đậu xanh, còn cám níu thì lại là cốt cám ngũ cốc. Và khi đó thì con chim của bạn ấy nó thể hiện những cái dấu hiệu là nó không chịu nổi. Với cái con chim mà bị vọt ấy thì là trước đó thì nó chuyện sẩm có líu, sau khi lên cám thì nó chỉ chẹp chẹp và nó nhảy rất nhiều. Và cái tình trạng đó thì nó bắt đầu cách đây khoảng độ tầm một vài tuần rồi, và đỉnh điểm thì nó là chính là ngày hôm nay. Chắc là hôm nay nó nhảy quá nhiều nên bạn ấy mới xin ý kiến tư vấn của mình. Thì như mọi người thấy đấy, là cái thời tiết tại thời điểm bây giờ khi mình đang quay cái vlog này thì nó đang là cỡ khoảng tầm 25 độ, tức là ở cái thời điểm cách đây khoảng tầm một tuần thôi thì thời tiết nó chỉ đâu đó nó chỉ khoảng độ tầm 14, 15, 16 độ gì đó thôi, mà khi bây giờ nó nóng lên một cái thôi thì với những cái con chim nó ăn cái loại cám nó đang nóng ấy, con chim nó sẽ bị nhảy. Nhưng đó thì không thể tránh được, và có những con chim như ngay cả con chim hoàng cúc của mình ấy, nó cũng đã có những cái dấu hiệu bị chẹp chẹp rồi, mặc dù là cái tỷ lệ cám níu của mình có vào ấy nó đang rất là thấp. Thì mình đang có cái cảm nhận là gì, là bạn ấy vào cám đổi sang một dòng cám khác nó đang hơi thấp, và bạn ấy lên là tỷ lệ là 70 líu và 30 dưỡng nha anh em nhé. Đang từ cám dưỡng lên cái tỷ lệ đấy thì nó sẽ bị những cái dấu hiệu bất ổn, và đôi khi có những con chim nó chịu được, có những con chim không chịu được, và cụ thể ở đây là tình trạng là những con chim của bạn ấy là không chịu được đó. Thì trở lại với câu chuyện chính là mình luôn luôn nhấn mạnh với các bạn là gì, là nếu như các bạn đã tìm được cái dòng cám nó ổn định rồi, các bạn thấy con chim nó đã có những cái dấu hiệu tốt rồi, thì các bạn đừng đổi cám. Bởi vì nếu như các bạn chỉ cần nuôi bình ổn như thế thôi, còn cái độ lửa con chim nó giống như quả bóng ấy, khi các bạn bơm vào đến một thời điểm nó đủ căng, nó đủ to thì con chim nó sẽ bật lên tiếng líu. Đấy là cái nguyên tắc chơi chim bất di bất dịch của mình thôi, và mình tin rằng là cái cách chơi chim đó là cái chơi chim dễ nhất. Mình khẳng định với các bạn luôn, các bạn đổi cám liên tục thì đấy là đối mặt với các cái thách thức liên tục rồi. Và nếu như các bạn tìm ra được chân lý sớm với con chim đấy thì các bạn mới có hiệu quả. Còn nếu không may chúng ta không tìm được thì đấy, chúng ta luôn luôn đối mặt. Còn thay vì cái việc là chúng ta quá kiểu như là lộn xộn trong cái câu chuyện nuôi chim thì chúng ta cứ đi theo một cái đường lối thôi. Ví dụ giống như mình chẳng hạn, mình không nói là mình nuôi ở đây là giỏi, và mình đang nói là cái cách đấy là cách dễ chơi nhất. Và đấy, con chim của mình thì nó cứ chuyện líu, sẽ có những ngày, những hôm thời tiết nó thật sự thuận lợi nó sẽ bật líu lên thôi. Thì như thế thì mình sẽ không bị loay hoay. Còn nếu như chúng ta đổi cám, chúng ta sẽ bị loay hoay. Và chúng ta đổi cám thì như mình có nói đây, là chúng ta nên trộn vào để từ từ để theo dõi xem con chim nó thích nghi đến đâu. Thì nếu như trong trường hợp mà đổi cám một cái như thế, tỷ lệ là 73 luôn như thế, thì rõ ràng là con chim nó sẽ có những cái phản ứng ngược lại. Bởi vì khi chúng ta ép nó vào một cái câu chuyện là cái tải cám thì nó sẽ có phản ứng ngược lại. Và phản ứng ngược lại thì đôi khi là tốt, ví dụ con chim bật líu lên bắn rất ghê, nhưng đôi khi nó lại là một cái phản ứng nó rất là tiêu cực, ví dụ như là quá lửa và bị đảo lông. Vậy thì cái câu chuyện được rút ra thì mình cũng vẫn luôn khuyên các cái bạn khán giả xem kênh bên mình ý, nếu các bạn đã dùng cám dưỡng của một hãng cám A rồi thì các bạn nên dùng cám níu của cái hãng cám A. Như vậy thì mình cho rằng là nó sẽ đỡ bị cái thời gian gọi là thích nghi thêm ý. Bởi vì đang từ một dòng cám này chuyển sang một dòng cám khác là cái việc thích nghi nó sẽ vất vả hơn khá là nhiều. Nhưng nếu các bạn đang dùng cám dưỡng tuồng của dòng cám A, các bạn lại chuyển sang cám níu của dòng cám A, mình cho rằng rất là hợp lý. Và ở cái thời điểm mà chúng ta chuyển như thế, chúng ta sẽ trộn dần vào, tăng dần cái tỷ lệ để chúng ta theo dõi xem con chim cái độ thích nghi, độ phù hợp của nó đến đâu. Và mình cho rằng là đấy sẽ là một cái cách dễ dàng hơn rất là nhiều so với việc là đổi bục một phát sang dòng cám. Ví dụ là các bạn đang nuôi cám ngũ cốc thì các bạn cứ lên cám níu ngũ cốc. Các bạn đang nuôi cám dưỡng là cám đậu xanh, các bạn nên lên cám níu là cám đậu xanh. Con chim nó sẽ bình ổn hơn, nó sẽ đỡ bị đỡ bị mất nhiều thời gian để nó thích nghi hơn. Mình cho rằng là cái cách đấy nó sẽ là phù hợp nhất với những cái quá trình chơi chim của chúng ta ấy. Bữa mình có đọc được ở đâu đó một cái câu chuyện là chúng ta rất là dễ dàng cùng khổ với nhau được, nhưng mà chúng ta sẽ rất là khó khăn trong một câu chuyện là cùng sướng với nhau được. Ở đây thì nó chính là trong câu chuyện chơi chim nó khá là giống thôi. Ví dụ như trong một hội chơi chim của mình có khoảng 5-7 anh em,
thì cả năm bảy anh em chim đều không líu thì thấy rất ok. Nhưng mà tự nhiên có một bạn mà chim líu và thành công rồi thì những cái người còn lại kiểu như chúng ta sẽ luôn luôn có một cái sự, ở đây mình không nói là sự ganh đấu hay là gì đâu, nhưng mà cũng muốn là sẽ có những cái thành công như vậy ấy. Đấy, thì thành ra là chúng ta hay bị vội khi mà chứng kiến những cái thành công của người khác. Câu chuyện đấy thì mình cảm nhận nó khá là rõ ở các cái sới chơi chim ấy. Mình cảm nhận như thế. Mình thì không bị trong cái trạng thái đó, bởi vì mình biết là không phải là mình biết mà mình đã từng chia sẻ với anh em rồi là mỗi một con chim nó sẽ có một cái giai đoạn phong độ tốt. Mình nuôi những con chim của mình nó đủ lâu rồi để mình hiểu rằng là con chim của mình nó phải là tầm tháng 4 cơ, bắt đầu từ tháng 4 nó mới chưa ổn định. Thế thành ra mình cũng không vội gì câu chuyện đó cả. Mặc dù chim của anh em đứng rất ghê, anh em đi ăn cờ ăn dài rất là nhiều, nhưng với cá nhân mình thấy việc đấy cũng khá là bình thường. Vì chim của anh em chơi sớm, còn chim của con chim của mình nó sẽ chơi muộn đi một tí. Đấy nó cũng chỉ là câu chuyện thời gian thôi. Và mình biết rằng là đến cái thời điểm thì con chim của mình nó sẽ chơi thôi. Ăn cơ ăn giảm mình không dám nói hay, nhưng mà nó sẽ chơi. Và nó sẽ chơi ở một cái phong độ mà mình tin rằng là nó sẽ thuyết phục được mình. Kiểu như thế nha anh em nhé. Thì đấy, chứ là trở lại một cái câu chuyện là mọi người đừng nhìn vào những cái thành công của người khác để tạo áp lực cho mình. Chúng ta chơi chim mà, chúng ta hãy tận hưởng cái cảm giác chúng ta được chơi đi. Đừng nhìn vào những thành công của họ thì tự nhiên nuôi áp lực lắm. Mình có một cái cậu em khá là thân thiết. Cậu ấy đang đối mặt với rất rất nhiều cái áp lực mỗi lần cậu ấy cầm chim đi thi. Bởi vì nhiều yếu tố. Một trong những yếu tố đó là cậu ấy đang chơi theo một cái xu hướng hoàn toàn khác với những người chơi khác ở cái địa phương cậu ấy chơi. Và cái yếu tố thứ hai nữa là cậu ấy cũng cầm rất nhiều con chim hay nữa, và cái kết quả thì nó đang không được như kỳ vọng. Thì mình cũng vẫn luôn luôn chia sẻ với cậu ấy là anh khuyên em là nên chơi kiểu nó bình tĩnh lại, mình chơi cho mình thôi mà. Đừng chịu những cái áp lực xung quanh ấy, kể cả nhiều khi ấy, có thể là mọi người chỉ là câu chuyện vui thôi, là mày không biết nuôi, mày không biết chơi thế này thế khác. Thì em cứ kiên trì về cái đường lối đấy đi. Thì ngày hôm qua cậu ấy đã lĩnh được một cái cờ giải ba thì phải. Mà cậu ấy có nói với cả mình là em cảm thấy rằng là em cởi được rất rất là nhiều áp lực, bởi vì là em đang chơi theo một cái cách nó hoàn toàn khác với cả những người xung quanh ấy. Và kiểu như là em cũng muốn chứng tỏ cho mọi người thấy là đấy là cái đường lối đúng đắn, và đấy là cái đường lối mà đáng để lưu ý ấy. Thì đấy, thực ra thì mình không hiểu tại sao, nhưng mà cái câu chuyện đấy là có thật. Mình không chém gió câu chuyện này. Và thực tế ra thì kiểu như sau khi cởi được cái áp lực thì cậu ấy cảm thấy rất là bình thản. Thì đôi khi là chúng ta cứ tự gây áp lực cho mình thôi, mình phải nói thật ấy. Chứ còn thực ra có ai gây áp lực cho mình đâu, tự mình cứ gây áp lực cho mình thôi mà. Nên là nếu như mà mọi người chơi ấy, và đối phó hay phải chịu những áp lực như thế thì mọi người cứ xác định là mình cứ chơi cho mình đi. Đấy là mình khuyên chân thành ấy. Trở lại với cả cái câu chuyện ban đầu, tiếp theo một cái nội dung mà mình cũng muốn phân tích ấy, nó chính là cái yếu tố thời điểm và yếu tố phù hợp. Bởi vì mình cũng luôn nói với cả anh em là gì, là mỗi một con chim ấy, nó sẽ có một cái dòng cám rất là phù hợp. Nếu mà chúng ta đã tìm được cái dòng cám đó rồi ấy, thì chúng ta không cần phải loay hoay cái gì cả. Cứ ổn định cái đường lối đó thì chúng ta chơi thôi. Ví dụ như giả sử như có những cái bạn mà nuôi dòng cám A này, ăn cờ rất nhiều, bạn bảo là dòng cám A này hay lắm. Đấy, nhưng mà bạn chia sẻ lại với những cái người còn lại là dòng cám A này hay lắm, nhưng mình đang dùng một dòng cám B chẳng hạn. Thì mình thấy là ok, dòng cám B của mình cũng ổn. Nếu như mà mình đổi sang dòng cám A, mình sẽ phải đối mặt với những cái thách thức mà đôi khi nó sẽ khó xử lý, và mình sẽ cũng chưa có nhiều kinh nghiệm ấy. Thì nó sẽ rất là khó để mà mình đưa lại con chim về trở về cái giai đoạn bình ổn. Và cũng chưa chắc con chim của mình đã hợp với cả cái dòng cám A đó cơ. Đó, thành ra là nếu như các bạn đã tìm thấy dòng cám phù hợp rồi thì các bạn cứ kiên trì và nuôi theo cái dòng cám đấy thôi. Hạn chế cái việc đổi cám, nếu như trong trường hợp mà cái sức khỏe con chim nó có vấn đề ấy, thì chúng ta hãy suy nghĩ đến vấn đề đổi cám thôi. Còn nếu chỉ là cái phong độ nó chưa tốt ấy, thì các bạn cứ yên tâm cứ nuôi, đến một thời điểm phong độ nó sẽ tốt. Mình khẳng định luôn, con chim nào nó cũng thế thôi. Đấy, đến một thời điểm phong độ nó sẽ tốt, và ở cái thời điểm đó thì chúng ta kiên trì thì nó sẽ rất ổn định. Và khi mà nó sẽ lên rất là ổn định, nên nó không bị phù đâu. Đó. Cái tính thời điểm ở đây thì mình cũng lại muốn chia sẻ với cả anh em là như này. Ví dụ như là mình cái tỷ lệ cám níu dưỡng của bạn ấy là 70-30, thì có thể là ở cái thời điểm này thì con chim nó sẽ tải được. Nhưng mà ví dụ như bây giờ bạn ấy vào cám và đến khoảng độ tầm 1 tháng sau con chim nó mới ngầm cám, thì 1 tháng sau thì nó sẽ rơi vào đâu đó khoảng độ gần tháng 4 rồi. Mà bắt đầu tháng 4 miền Bắc thì nó sẽ có những cái đợt nóng rất là lớn. Thì với cái tỷ lệ cám níu dưỡng như vậy thì nó lại không phù hợp với cả cái thời tiết đó. Thành ra là tự nhiên có phải là chúng ta cứ luôn luôn bị đuổi theo. Đấy, ví dụ như các bạn đang ăn cám 73 thì các bạn đã phải vào cám từ trước đó từ rất lâu rồi để con chim nó ngầm cám với thời tiết này nó sẽ chơi. Nhưng mà nếu như mà bây giờ chúng ta mới bắt đầu vào cám thì
có phải là đến tận tháng 4 con chim nó mới cầm cá, mình ví dụ thế nhá, thì ở cái thời điểm đó nó đã rất là nóng rồi thì con chim của chúng ta lại không tải được nữa, như vậy là chúng ta cứ bị liên tục đuổi theo. Thay vì như thế thì ví dụ ở cái thời điểm này mình vẫn đang nuôi cá nhẹ và mình kỳ vọng là đến tầm tháng 4 ở khi mà thời tiết nó nắng ấm lên, nó nóng lên, thì con chim của mình nó sẽ xung theo cái yếu tố thời tiết. Như vậy là mình thấy là như thế đường lối là rất đúng đắn rồi, đúng không? Còn nếu như chúng ta cứ bảo là ok ở cái thời điểm này ăn cám 100% cám níu hay là 70% cám níu, con chim tải thì hoàn toàn mình hoàn toàn đồng ý việc đó. Nhưng điều đấy nếu như bây giờ chúng ta mới vào thì phải mất một tháng rồi con chim mới ngầm cám, và như vậy thì có phải là đến cái thời điểm mà thời tiết nó nóng lên thì con chim của chúng ta lại không chơi được ấy. Như vậy là cái yếu tố về mặt thời điểm nó rất là quan trọng. Khi các bạn vào cám thì các bạn cũng phải nên quan tâm đến yếu tố thời điểm. Ví dụ là mình cứ đưa một công thức là còn một tháng con chim căng đi, thì nếu như các bạn muốn chơi vào cái tầm tháng 4 đó, đúng không? Nếu muốn chơi vào tầm tháng 4 với cái thời tiết đấy thì các bạn lại phải cân đối cái lượng cám níu phù hợp với tầm tháng 4 và bây giờ chúng ta bắt đầu vào này. Đấy, hoặc là ví dụ chúng ta muốn chơi ở cái thời điểm này, tức là hôm nay là ngày 20 tháng 2 hay sao, không nhớ lắm. Nhưng mà ví dụ là như thế nhá, thì 20 tháng 2 mà các bạn muốn chơi ở cái thời điểm này với cái thời tiết này, con chim có thể tải được cám khoảng 70-30 thì các bạn đã phải vào cám cách đây 1-2 tháng trước rồi. Kiểu nó như thế nha anh em nhé. Nên là cái yếu tố thời điểm nó rất là quan trọng. Đấy, mọi người phải cân đối được cái yếu tố thời điểm. Và đặc biệt là một cái yếu tố nữa là nếu như các bạn đã cầm con chim đủ lâu ấy, các bạn sẽ biết là cái mùa con chim đấy nó căng là cái thời điểm nào. Và từ cái đấy thì chúng ta sẽ đưa ra cái quyết định vào cám làm sao cho nó phù hợp nhất nhé. Đó, cái bạn chia sẻ với mình thì bạn ấy cũng nói thật là em chưa dùng dòng cám này bao giờ cả, em chỉ thấy bạn bè em dùng và rất thành công thôi. Thành ra là em cũng muốn là có được cái sự thành công đó. Nhưng mà người ta chia sẻ có thể là rất đúng đấy, nhưng mà nó lại chưa đủ. À, ý mình là như thế, mình không nói là người ta nói sai đâu, nhưng mà đúng nhưng mà có thể là nó chưa đủ nữa. Còn nếu mà chưa đủ thì lại hỏng rồi, đúng không anh em?